Tập 27. Kê thuốc xong rồi. Cảm ơn nhé. Phương Ninh, số điện thoại của anh lâu nay không hề thay đổi. Em cũng vậy. Cảm ơn. Nào, nắm tay lại, cử động thử xem. Cảm ơn. Không sao nữa. Quay về khuyên bạn của anh đừng có ảo tưởng không thực tế. Nhưng mà khi nãy bác sĩ Lăng đưa cô ấy đi mà. Chủ nhiệm Lăng mềm lòng thôi. Thật ngại quá. Alo. U. Tại sao chúng ta đến đây rồi? Tất nhiên là đi mua đồ. Không mua đồ đến đây làm gì? Mua đồ thì mua đồ, nhưng đây là cửa hàng của Lộc Minh đấy. Đã trải qua bao nhiêu năm rồi, Lăng Duệ không để tâm đâu. Hơn nữa bây giờ là mùa mua sắm giảm giá. Chúng ta đi, đi xem nào. Không để tâm. Đã qua 6 năm rồi, Lăng Duệ không tìm cô gái nào hết. Đã qua 16 năm rồi, cũng đâu thấy chị có bạn trai. Ăn nói kiểu gì vậy? Được rồi, chuyện giới thiệu cho Lăng Duệ cứ giao cho em đi. Trường dạy múa của em ấy có một cô giáo mới đến. Cháu gái thứ hai của nhà dì lớn cô ấy cũng là bác sĩ, xứng với Lăng Duệ nhà ta lắm đấy. Đi xem nào. Với con mắt thẩm mỹ của em, sao chị lại không tin chứ? Chị xem thằng bé đó đáng yêu quá, mặc bộ đồ gấu trúc kìa. Tổ tông à, cháu lại định hại chú sao? Mẹ đâu có biết đồ nhát gan này. Nếu để Lộc Phương Ninh biết, cô ấy sẽ giết chú mất. Lộc Phương Ninh, đây là con của Lộc Phương Ninh sao? Giết người phạm pháp, mẹ không phạm pháp gì chú đâu. Chuyện đó chú biết, nhưng mà cô ấy sẽ khiến chú sống không bằng chết. Chú sợ mẹ như vậy làm sao làm ba của cháu? Ba của con Lộc Phương Ninh. Chú không xứng, chú không xứng. Cháu vừa ý luôn. Không liên quan tới em. Nhưng mà đó là ba của con trai Lộc Phương Ninh. Sao cô ta lại có con chứ? Đi thôi, bên đó có bộ chăn ga đó. Em muốn mua màu hồng kia mà. Đi mau, không liên quan tới chúng ta đâu. Thì chú hỏi cháu. Cháu đến đây làm gì? Cháu đi tìm ba cháu. Mẹ không đáng tin, cháu phải dựa vào chính mình. Tìm ba. Tại sao tìm ba lại đến Lộc Minh? Trước đây không phải mẹ làm việc ở đây sao? Cái gì cháu cũng biết vậy? Vậy chú hỏi cháu tiếp. Ở đây đông người như vậy, sao cháu biết ai là ba của cháu? Tất nhiên dựa vào tâm linh tương thông giữa hai ba con rồi. Cháu làm gì vậy? Cháu là đang cảm nhận. Thằng quỷ nhỏ này. Giúp em lấy một đôi. Lăng Duệ về rồi. Ở nhà sao? Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói ra đấy. Nói rồi. Về rồi sao? Lăng Duệ về rồi à? Cháu nấu cơm xong rồi, để mẹ cháu về, có thể ăn được rồi. Con bé này. Lăng Duệ, sao cháu lại ăn rắc khoai tây vậy? Trước đây cháu không ăn giặt mà. Hôm nay tâm trạng tốt sao? Cũng ổn. Ngày nào cháu cũng như vậy. Cháu có chuyện gì à? Cô lớn.
Hôm nay cháu ở bệnh viện đã gặp Lộc Phương Ninh. Cháu còn nhớ đến nó sao? Lăng Duệ nghe lời khuyên của cô lớn, qua bao nhiêu năm rồi, nó đã có cuộc sống của mình. Cháu cũng nên bắt đầu tìm người khác. Cô lớn à, thực ra chuyện này Lăng Duệ, Lộc Phương Ninh, cô ta đã chị hét cái gì chứ, giật cả mình. Chị không cho em nói mà. Đây, bây giờ chị không nói là không có được. Không nói, không được nói đâu. Không được nói. Lộc Phương Ninh thế nào? Nói đi. Nói đi mà. Lăng Duệ, Lộc Phương Ninh đã quên cháu từ lâu rồi. Cô ta đã sinh một đứa con trai với người đàn ông khác. Hôm nay cô và cô nhỏ của cháu ở cửa hàng của Lộc Ninh, của bọn họ. Cháu hỏi cô nhỏ của cháu đi. Chị hai, Lăng Duệ tức giận rồi. Tức giận rồi làm sao bây giờ? Chị làm sao vậy? Chị không cho em nói, tự chị lại nói. Nó đã gặp Lộc Phương Ninh rồi, chị không nói cũng là chuyện sớm muộn thôi. Bây giờ hay rồi, làm sao đây? Vậy thì như vậy đi. Ngày mai em cứ mời cô cháu gái mà em nhắm trúng đến đây. Giỏi lắm, cứ duy trì như vậy. Đợi lát nữa mẹ cháu thấy cháu lập tức sẽ mềm lòng. Ú, chú người bông. Bác sĩ Lăng, trùng hợp quá. Giới thiệu với anh, con trai của tôi. Anh bạn nhỏ, mẹ của cháu là Lộc Phương Ninh phải không? Đúng vậy, chú người bông. Bác sĩ Lăng đi sao? Không vào trong ngồi chơi. Bác sĩ Lăng, người lúc nãy cháu quen không? Chú người bông nhìn rất giống ba. Chú nói cho biết, người lúc nãy vì cái mạng nhỏ của hai chúng ta, tuyệt đối đừng nói với mẹ cháu, có biết chưa? Thằng quỷ này, đi thôi. Số của mình cũng không thay đổi. Nhớ kỹ đấy. Về rồi sao? Mẹ à, hôm nay con ra ngoài. Không sao đâu. Trẻ con thì ra ngoài chơi ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Sau này nếu con còn muốn ra ngoài chơi, con nói với mẹ hoặc chú Thẩm Trác được không? Vậy bây giờ con đi rửa tay đọc sách đây. Ngoan quá, con trai của mẹ. Trời ơi, xem con trai tôi hiểu chuyện chưa kìa. Thích sạch sẽ quá. Thẩm Trác, Phương Ninh, tôi đã nghĩ kỹ. Trước đây tôi chính anh một quả thật không công bằng. Như vậy đi, tôi 8, anh 2, thế nào? Không cần cảm động. Được. Cảm ơn bà chủ, cảm kích vô cùng.
Nhưng mà Phương Ninh, hôm nay cô ở bệnh viện đã làm gì với bác sĩ Lăng vậy? Ở bệnh viện thì làm được gì? Ôn chuyện cũ thôi. Ôn là chuyện cũ rồi à? Vậy cô đã, cô đã nói với anh ấy chuyện cô còn một đứa con trai 5 tuổi chưa? Vẫn chưa nói. Đột ngột quá. Tôi thấy kích thích quá lớn đối với anh ấy, không có lợi cho sức khỏe anh ấy. Phải, như vậy đi. Sau này tôi sẽ tìm một thời cơ nói rõ chuyện này cho anh ấy biết. Nhưng mà bây giờ quan trọng là phải đánh thức tình cảm xưa kia. Có tình cảm rồi mới dễ nói chuyện chứ, đúng không? Cô như vậy là sao? Trước đó còn muốn trốn đi cơ mà. Tôi mặc kệ hai người. Đi rồi sao? Bế quan, thiết kế. Nếu không có việc gì, nhất định đừng tìm tôi. Sẽ ảnh hưởng công việc của tôi. Lăng Duệ, hình như em vẫn còn nợ anh một bữa cơm. Là điện thoại mình hỏng hay điện thoại anh ấy hỏng? Mẹ à, cô dậy rồi sao? Dậy rồi. Ôm nào, bà bối cuối tuần vui vẻ. Mẹ, con không muốn tới nhà ông ngoại nhỏ. Được rồi, coi như ông ngoại nhỏ lớn tuổi rồi, tha cho ông đi. Con muốn đi đâu? Khu vui chơi. Khu vui chơi. Khu vui chơi. Mẹ làm cô giật cả mình. Em đoán xem nó có chuyện gì không? Hỏi đi. Cảm ơn. Lăng Duệ, con không sao chứ? Không sao, con ổn lắm. Con thật sự không sao à? Con không sao thật mà. Cô lớn hôm nay tâm trạng không tốt nhỉ? Lăng Duệ, chuyện cô vừa nói với cháu thế nào hả? Cháu đi tham gia một chút đi. Cháu làm ơn nể tình hai cô, trong lòng tràn đầy lo lắng và áy náy. Cháu đi gặp con gái nhà người ta một chút. Không thích cũng không sao, giờ có thể từ chối mà. Gặp một chút đi ha. Lăng Duệ. Được. Cô ăn no rồi.
Nói được rồi, ok hết. Đi thôi. Tám lần. Em ghép cặp với cấp trên 99 lần rồi. Một trăm lần. Một ngày mới bắt đầu. Đã là ngày thứ 10 rồi. Sao mình vẫn chưa nghĩ ra mở đầu cho tinh nhuệ tuyệt luân chứ? Tới rồi. Lộc Diệt Nghiêu, anh tới đây làm gì? Anh tìm em có chút việc. Anh Lộc Diệt Nghiêu, sáng sớm ngày ra rốt cuộc anh muốn làm gì? Đi vào một chút thôi. Anh hỏi em chuyện này nhé. 6 năm trước, hai chúng ta có từng cái gì? Có từng ngủ với nhau không sao? Chưa từng. Vấn đề này 6 năm trước em trả lời anh rồi mà. Nhưng mà lúc trên Viber em có viết như vậy đâu. Thôi xong rồi, nhất thời viết cho vui, quên mất còn có đương sự. Em làm vậy là để rửa tội danh, xào bài thôi. Nói bừa đấy, nói bừa. Giọng điệu em nghiêm túc như vậy, rõ ràng là nhất thời kích động. Làm sao mà có âm mưu gì được? Ký ức từ 6 năm trước đến chính em cũng thấy mơ hồ. Chắc lẫn lộn thật giả một chút. Em là một người nghiêm túc với tình cảm vậy mà, sao có thể nhầm được?
Lộc Diệt Nghiêu, 6 năm trước anh tin thì sao bây giờ lại lằng nhằng? Với lại như vậy nữa, có hay không thì đã sao? Em cũng đâu có giấu anh, lén mang thai rồi sinh con, em cũng không viết linh tinh khắp nơi. Chẳng qua em chỉ mượn đó lấy linh cảm viết một ít tiểu thuyết, kiếm về mấy đồng tiền, như vậy cũng không được sao? Anh khó khăn như vậy làm gì? Anh chỉ muốn biết sự thật. Được, sự thật. Sự thật. Đâu? Em nói sự thật rồi anh lại không tin. Sao? Giờ anh không cam tâm đúng không? Vậy lúc đầu anh phải trân trọng một chút chứ. Thái Tư Vũ, sao em có thể... Em làm sao? Tự anh tìm đến đây mà. Anh nói đi. Thật thì làm sao, mà giả thì làm sao? Anh còn định chịu trách nhiệm với em, kết hôn với em sao? Anh nghĩ như vậy là em vui lắm à? Đồ xấu xa. Sao anh lại không muốn chứ? Anh đã nghĩ cả tuần rồi. Anh nhịn suốt 100 lần. Em có biết ngày anh nghĩ cái gì không? Ngày nào anh cũng nhớ đến em, trong đầu anh toàn là em, toàn là em đấy. Nhớ giận gì vậy không biết? Ai bảo anh nhớ em làm gì? Em biết rồi. Có phải anh lớn tuổi rồi nên nhớ về quá khứ để hoài niệm không? Anh lớn tuổi sao? Để nghĩ xem, anh hơn em bao nhiêu tuổi nhỉ? Ông chú. Chú à không, nên gọi là bác mới đúng. Sắp tới thời kỳ mãn kinh rồi, em gọi anh là bác sao? Ông bác, nếu không còn việc gì khác, làm phiền bác rời khỏi nhà của cháu. Cửa kia không tiễn. Nhưng mà em vẫn chưa nói cho anh. Nói cho anh cái gì? Em bận lắm, không có rảnh. Anh rất rảnh. Vừa hay, dọn vệ sinh giúp em đi. Em... Anh... Không đấy. Phim được thuyết minh bởi Pango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Sao cứ nhìn mình như vậy? Có cái gì hay ho mà nhìn? Chỉ cái gì mà nhìn? Vậy cô nhìn nè. Em phải ra ngoài rồi. Em đi đâu vậy? Liên quan gì tới anh? Em bận lắm. Anh rảnh cực kỳ. Anh thích làm gì thì làm. Đừng có đi theo em. Không được nhìn trộm. Đừng có đi theo em. Thế nào, anh có dự ý với bài quảng cáo lần này không? Cô Thái là như vậy. Bài viết không tồi, rất tự nhiên, cũng rất cảm động. Chỉ là... Sao vậy? Tôi đã sửa rất nhiều lần theo yêu cầu của các anh rồi. Lúc trước cô gặp phải lùm xùm xào bài trên Weibo mà. Ông chủ của chúng tôi cứ thấy hơi e ngại. Tôi đã thanh minh rồi mà. Tôi là bị vu khống. Tôi biết. Nhưng mà để công ty không còn e ngại nữa. Hay là như vậy đi. Cô xem đi.
Giá như vậy lại còn quy định lượt đọc, không đạt yêu cầu thì miễn phí. Cô xem, chúng tôi cũng không ép cô. Nếu cô thấy không phù hợp thì có thể không nhận mà. Lúc trước là dì đã bàn xong hợp đồng, tôi mới bắt đầu viết. Vì hai bên tin tưởng nhau nên tôi mới sửa nhiều lần như vậy. Tôi mất bao nhiêu thời gian, sức lực, công sức bây giờ anh đưa tôi. Chuyện này tôi cũng không quyết được. Ông chủ khăng khăng cứ muốn làm vậy, tôi đúng đâu có cách nào khác. Anh là hình mẫu gốc. Hình mẫu gốc trong tiểu thuyết của cô Thái đây. Cấp trên ghép cặp với nữ chính. Chào anh. Chào anh. Đây là hợp đồng hai bên sao? Đúng vậy. Anh xem một chút. Nếu chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu, bên A có quyền không thanh toán thù lao. Vậy liệu bên B có quyền xóa bỏ phần quảng cáo bên B đưa không? Hơn nữa trong hợp đồng này có rất nhiều điều khoản chèn ép. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cô Thái, tôi cần tìm một luật sư khác. Hơn nữa theo như hợp đồng, lúc trước hai bên đã ký, cô Thái đã làm những việc cần làm nhưng không nhận được thù lao xứng đáng. Cho nên tôi cần tìm luật sư. Vậy tôi về hỏi ông chủ đã nhé. Cô Thái, tôi đi trước đây. Đợi đã. Sau này có cần gì, phiền ông chủ của anh đi nói chuyện với luật sư của tôi. Đi thông thả. Bên B. Em mới là bên B đây. Anh tưởng em không muốn chửi nhau sao? Em còn muốn đánh nhau ở đây. Nhưng em vẫn còn cần phải kiếm ăn. Tự nhiên anh gây rắc rối cái gì vậy? Lộc Diệt Nghiêu, lúc trước anh có như vậy đâu. Vậy bây giờ anh, vì giờ anh lắm lời như vậy, có phải là vì lớn tuổi rồi không? Em bảo anh lớn tuổi rồi sao? Nói anh là già đấy, tránh ra đi. Không tránh đấy. Tránh ra. Anh nghe không hiểu sao? Em đợi một chút đi. Chúng ta cử động cột sống ngực một chút nhé. Vẫn ổn chứ? Nào xoay. Được rồi, đổi bên. Nào, còn đụng vào sao? Được rồi, tiếp theo là khớp trong nhé. Nào, dẫm. Nhô ra một chút. Đúng rồi. Hạ trọng tâm xuống. Thẳng eo lưng lên. Hớp bụng lại. Hớp lại một chút. Nào, đưa lên phía trước. Thả lỏng, thả lỏng. Cố thêm tí nữa được không? Được. Eo lưng thẳng lên. Còn sờ chân nữa. Hít 3 giây, thở 3 giây. Mình còn chưa được đụng bao giờ. Thở, hít. Nào, lại lần nữa. Hạ trọng tâm xuống. Tôi thấy hình như bên này đỡ hơn bên kia. Được không tôi? Anh còn bám theo đến đây à? Người cao tuổi, nơi này thật sự không hợp với anh đâu. Sao lại không hợp? Ngày nào anh cũng tập đấy. Em biết. Dù gì anh cũng rảnh lắm mà. Tư Vũ, đây là bạn em à? Không phải. Anh ấy tự tới thôi. Người anh em, hôm nay tập ở đâu? Lát nữa tôi giúp anh. Không cần đâu. Ngày nào tôi cũng tập. Huấn luyện viên, anh xem, người với người đúng là khác nhau. Anh xem cơ bắp của anh này, tuyệt quá đi mất. Cũng tạm được. Bây giờ trao đổi chất nhanh. Đợi sau này lớn tuổi rồi, sự trao đổi chất sẽ càng chậm. Vậy thì càng khó luyện. Khó sao? Cậu xem.
Cậu nhìn tôi đi. Tôi đẩy tạ 55kg đấy. 55kg à? Vì anh giỏi thật đấy. Tôi nhiều nhất mới đẩy được 50kg thôi. Bạn cô được đấy. Người anh em, còn kém một chút, chăm chỉ tập luyện nào. Anh giỏi vậy sao? Vậy thì đi thôi, thể hiện cho bọn em thấy đi. Không cần, để tôi tự làm. Anh chắc là không cần làm nóng người trước chứ. Chàng trai à, cậu vẫn còn quá trẻ. Nào. Hai ngày nay nghỉ ngơi không tốt. Vậy nâng tạ đi. Nâng tạ không thành vấn đề. Nào nào nào. Sao em không tập vậy? Em tập đi, anh tập cùng với em. Em... cháu đến rồi cô nhỏ à. Cháu nhớ phải nói chuyện với cô ấy từ tốn đấy. Người ta cũng là bác sĩ, khẳng định là hợp với cháu. Phải rồi, cô ấy họ U. Cháu biết rồi. Cô U. Anh Lăng. Cô ấy đến rồi. Cô nhỏ, cháu cúp máy trước đây. Sao lại là anh? Sao lại là cô? Phục vụ, cho một cốc cà phê nóng đi. Xin đợi một lát. Không phải vì mấy hôm trước tôi nói đùa nên mới cố ý mượn cớ xem mắt để gặp tôi chứ. Vậy sao cô lại đến xem mắt? Vì tôi buồn chán. Thỉnh thoảng có người mời đi ăn, tôi liền nhân cơ hội này ra ngoài quan sát thế giới muôn màu, cũng rất thú vị mà. Còn anh thì sao? Tôi ở nhà, cũng không thể dùng chiêu nhận kết hôn này. Chuyện này tôi có kinh nghiệm. Cảm ơn. Tôi có một cách hay. Đầu tiên anh nhất định phải giả vờ trước đây hai chúng ta chưa từng quen biết. Như vậy sẽ không có ai ép chúng ta nữa. Dù sao người giới thiệu chúng ta cũng không ở đây. Hôm nay hai chúng ta uống xong cà phê rồi chia tay. Vừa khéo tôi còn muốn đi xem thiết bị y tế hôm nay mới ra. Anh có muốn đi cùng không? Không phải cô nói uống xong rồi đi sao? Cũng phải. Sao anh có thể có hứng thú với thiết bị y tế chứ? Nhưng mà còn một vấn đề. Hai chúng ta nhất định phải khớp thoại với nhau. Sau khi về, tôi sẽ nói là không hợp. Tôi thấy anh không xứng với tôi. Nhưng anh như vậy cũng không có sức thuyết phục. Để tôi nghĩ xem nào. Hay là cứ nói cô không xứng với tôi. Được, vậy cũng được. Sao tôi có thể không xứng với anh chứ? Như vậy người khác chắc chắn sẽ nghĩ là anh có mắt nhìn độc đáo. Chắc người nào cũng sẽ đến quấy rối anh. Được, rất tốt. Cô nói được là được. Mẹ sao không đi nữa? Mẹ đang nhìn gì vậy? Mẹ với con chơi trò chơi được không? Anh quen người phụ nữ đó sao?
Chúng ta đi ngang qua có được không? Không có gì, chúng ta đi. Anh như vậy sao có thể không có gì chứ? Chú ơi, U xuống đây. Lộc U. Chắc không phải là người đó chứ. U xuống đây. Đúng là người đó à? Uống cà phê đi. Uống cà phê nào. Thật phiền phức. Phiền phức cái gì? Anh vừa muốn cô ấy để ý, lại không muốn cô ấy để ý. Cô đừng có lo, uống cà phê đi. Đừng lãng phí, uống đi. Cô làm gì vậy? Đừng cử động. Mẹ, mẹ quen chú ấy sao? Vì sao mẹ không vào? Bởi vì mẹ đang chơi trốn tìm, không thể để đối phương phát hiện. Đi thôi. Mẹ đưa con đi ăn kem. Mẹ không hợp với khoai tây chiên. Không hợp sao? Mẹ, con giúp mẹ. Làm gì vậy? Lộc U U, anh nghe đi, đến rồi kìa. Ba ơi. Cậu bé, ba không thể gọi bừa được đâu. Cô à, cô quen ba cháu sao? Cô và ba cháu có quan hệ gì? Cô... Lộc U U, lại đây, mau lại đây, mau lại đây, lại đây. Chuyện là, xin lỗi nhé Lăng Duệ. Xin lỗi. Mẹ ơi, trùng hợp quá, chúng ta gặp được ba rồi. Sao con biết đây là ba của con? Anh là ba của nó sao? U U. Dân, cháu tên là U U phải không? Dân. U U à, cháu có thể vào nhà trước không? Chú có vài chuyện muốn nói với mẹ cháu. Mẹ, con đi trước đi. Ngoan. Chú à, chú đừng bắt nạt mẹ cháu đấy. Ngoan lắm. Đi đi. Thằng bé đi rồi. Chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Lăng Duệ, Lộc Phương Ninh, em nghiêm túc trả lời anh. U U là con anh và em phải không? Có phải không? Thằng bé mấy tuổi rồi? 5 tuổi. Cũng có nghĩa là 6 năm trước em để lại đơn ly hôn, rời xa anh. Sau đó em liền phát hiện mình đã mang thai rồi. Có đúng không? Lăng Duệ, em xin lỗi. Lộc Phương Ninh, vì sao em không nói với anh chuyện này? Vì sao lại chọn một mình ở nước ngoài nuôi dưỡng U U? Em chỉ không muốn quấy rầy cuộc sống của anh. Em có biết em đang làm gì không? Vừa rồi là lần đầu tiên U U gọi anh là ba trong suốt 6 năm nay, mà anh còn cho rằng đây chỉ là một trò đùa. Em xin lỗi. Sáu năm trước, vì sao em lại bỏ đi? Em có biết lúc đó anh tìm em như điên không?
hay là em nghĩ em tài trợ cho anh để anh đến viện nghiên cứu Đức chính là vì tốt cho anh nên đã hy sinh vì anh? Làm sao anh biết? Lộc Phương Đinh, em không muốn quấy rầy cuộc sống của anh, nhưng em lại tự ý quyết định thay anh. Em đúng là không hiểu chuyện gì hết.